à quý vị đang theo dõi chương trình thảo luận của bbc tiếng việt tôi là nguyễn hoàng và chủ đề tiếp theo của chúng tôi đó vì sao một số chủ tiệm nêu người việt lại xuống đường biểu tình ở tại trước tòa thượng thẩm ở tại london À, vào ngày hôm qua để mà phản đối với cái cái điều mà họ gọi là là cái tội buôn người hay còn gọi là cái nô lệ hiện hiện đại theo chúng tôi hiểu thì là cái 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 vụ việc này là một cái tiệm làm móng tay bị kiểm tra thì là khi mà người ta vào thì uh, bắt được những người mà uh, không có giấy tờ gì cả tức là uh, tức là tạm gọi là làm lậu và họ khai rằng là họ bị bắt làm việc mà lại không được trả lương nữa thế cho nên là dẫn giới chức anh thì, thì tiến hành điều tra và, và và truy tố cái cái chủ chủ lao động tức là chủ tiệm nêu đó uh, làm móng chân móng tay đó là cái tội gọi là tội tội buôn người thế thì cái um, cái uh, cấp xử sơ thẩm và uh, đã đưa ra một phán quyết là ba bị cáo thì là bị uh, kết án theo một cái đạo luật gọi là đạo luật nô lệ hiện đại của anh và lĩnh cái án tù là uh, 5 năm tù và 4 năm tù và có hai năm án treo nữa uh, mỗi người và tòa phúc thẩm thì ra phán quyết uh, nội dung vào ngày hôm qua đấy tức là ngày 23 mươi uh, tháng riêng đó, với nội dung là uh, y án tức là giữ nguyên mức án sơ thẩm và đây là cái không khí mà diễn ra tại uh, uh, trước cửa tòa thượng thẩm vào ngày hôm qua đây là man sinh sống chúng ta không bao giờ bóc lột một người nào yeah. tôi là một người Việt Nam tôi cũng làm việc và tôi cũng như anh chị ở đây tôi thấy rất là bất công với mọi người rất là hai người trong tòa hiện nay và tôi đã đến vượt qua bốn năm trăm cây số để đến đây để phản đối những cái gì đó mang tính chất nó không đúng và không sự thật đối với người và đối với hai anh chị Kenny Nguyễn và Susan Trần tôi phản đối phản đối phản đối phản đối trong phòng thu lúc này là ông là Lê Anh Tuấn, ông là giám đốc của một cái tiệm về cung cấp cái đồ để để làm để làm nêu đấy. Và xin chào ông. Ông nếu mà tôi nhớ không nhầm thì ông cũng có mặt trong cái buổi xuống đường biểu, biểu tình ngày hôm qua. Thế thì khi mà nghe cái 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 kết quả mà phán quyết của tòa y án giữ nguyên như vậy thì cái cảm giác của ông là gì? Dạ, à, Trước hết là xin được uh, chào các uh, quý khán giả của BBC Việt ngữ và uh, cộng đồng người Việt uh, tại UK cũng như là toàn uh, thể cộng đồng người Việt trong nước và uh, nước ngoài. Uh, xin thưa với anh là uh, sau cái buổi tòa ngày hôm qua thì cái cảm xúc của em và cũng rất là nhiều người trong cộng đồng thì có một cái cảm giác chung là hơi buồn về cái quyết định của tòa án. Uh, tuy nhiên là chúng ta là 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 tôn trọng cái cái cái, cái bản án mà tòa án đã xử. Uh, chúng ta không có bàn luận gì thêm về cái quyết định của tòa án sai hay đúng. thế nhưng mà trong cái cảm giác của một số người, đại đa số những những, những người trong cộng đồng người Việt tại Anh là họ hơi buồn, bởi vì, vì cái bản án nó không có không có thỏa đáng, nó không có đáng, nó nó không có thỏa đáng. tất nhiên cũng có những cái 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 những cái tội mà tòa đã kết án thì uh, chúng ta không bình luận thêm ở đây nữa. nhưng mà cũng cũng có một cái số cái tội mà trong bản án được nêu ra thì cái đấy là là cá nhân em em không có không có có đánh giá nó là sai hay đúng hay là cái gì cả nhưng trong lòng cảm thấy buồn buồn vì có một cái gì đấy nó không thực tế nó không nó không như những cái thực trạng nó đang diễn ra trong cộng đồng chúng ta tại UK nên là là, là theo em thì cái bản án này có thể là do tòa họ chưa có nhìn nhận được hết sự việc hay là như thế nào đấy cho nên là có nhiều cái tội thì họ xử đúng nhưng cũng có nhiều cái cái cái, cái tội em nhìn thấy là nó nó hơi mơ hồ uh... Ông nói là 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 cái cộng đồng uh, làm nail làm móng tay ở tại uh, Anh này thì uh, cảm thấy buồn và 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 hơi hơi có, có thậm chí có, có những người cảm thấy hơi, hơi bị sốc uh, về cái quyết định này thế nhưng mà nhìn rộng ra thì cái ngành uh, cái ngành nail này thì hiện giờ là nó nó hỗ trợ như thế nào cho một số bà con ở bên này. Dạ thưa, thưa, anh, thưa anh ngành ừ. nail em phải nói là ngành nail nó là một trong những ngành nghề phổ biến nhất cho cộng đồng người Việt tại UK bên cạnh những hình ảnh nghề khác như là hàng ăn rồi các cái công ty dịch vụ kế toán này vân vân thế nhưng ngành leo nó là một cái ngành mà em nghĩ nó là, là chiếm đại đa số những cái cái, cái người trong trong cộng đồng họ đang họ đang làm việc và, và và sinh sống bằng cái nghề leo này và nghề leo nó cũng là một cái nghề nó có lâu năm trong cộng đồng những người Việt ở anh rồi dạ vâng ừ. cảm ơn anh thế trong phòng thu hiện giờ thì chúng tôi cũng có anh Nguyễn Giang ở Uh, của BBC World Service thì th thưa anh là uh, nếu mà nhìn rộng ra thì rõ ràng đây là một cái vụ xử uh, về một cái tạm gọi là 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 một cái vụ xử mang tính chất luật pháp đúng không? Có ra tòa Còn, rồi đồng có đồng. các 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 lớp lớp các các cái vụ xử khác nhau thế nhưng mà nếu mà nhìn rộng ra thì rõ ràng rằng là cái cái cái, cái hợp tác Anh Việt trong cái vấn đề là chống um, tội phạm đấy có tổ chức hay là, là có những cái 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 gọi là um, buôn người chẳng hạn về vì, vì họ đang gắn kết cái 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 cái, cái việc đúng không cái vụ xử này vâng, nó có gắn vâng, kết vâng. giữa cái việc là, là xảy ra những cái cáo buộc về Uh, buôn người mà lại xảy ra trong cái ngành làm cái 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 nêu này thì uh, anh quan sát về cái, cái quan hệ anh Việt cũng như là cái uh, những cái cái trao đổi và hợp tác về về chống tội phạm như vậy thì anh có thể có cho biết là có những cái gì mới nhất ạ. Thưa thưa anh Nguyễn Hoàng và quý vị thì nó có hai vấn đề ở đây, một đấy là vấn đề là Anh Quốc đang ra khỏi châu Âu. Và chính phủ của bà Theresa May là cựu bộ trưởng nội vụ đấy, cũng là phụ trách cả, cả mặt di trú thì đề cao vấn đề chống buôn người, tức là human trafficking là một cái tội gọi bài nâng lên thành là buôn nô lệ thời hiện đại. Cái điểm này cũng phải giải thích cho bà con Việt Nam ở nước Anh và các nơi khác hiểu. Cái khái niệm cầm giữ, buôn bán nô lệ nó không là gọi là hiện đại nhưng phải như ngày xưa tức là xích tay xích chân xong chuyển bằng tàu biển từ châu Phi sang sang Nam Mỹ mà người ta định nghĩa nó rất khác cái cái hiểu Việt Nam. Ví dụ tuyển một người không có giấy tờ đã là vi phạm pháp luật rồi, nhưng chẳng hạn như cho người thuê nhà và trừ tiền thuê nhà đó vào tiền ăn hay tiền trả công làm tiệm nail hay tiệm quán ăn gì đó Mình không nói chuyện, chuyện, chuyện người Việt Nam Có thể có những người từ Nam Á, có những người từ Châu Phi Có những người thậm chí từ Đông Âu Cũng bị rơi vào tình trạng đó Thì đối với giới chức Anh, đấy là nô lệ Đấy thì chúng ta phải rất rõ chuyện đó Còn bà con Việt Nam, theo như tôi tìm hiểu Thì có một số người nói là uh, Cháu hay là em từ Việt Nam qua Không có việc gì làm, giấy tờ chưa rõ ràng Tôi vào tôi nuôi tôi giúp Tạo con em việc làm, thậm chí cho ăn, cho ở Yeah. mà lại coi là tôi nuôi nô nô lệ thì nó tức là cái 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 cảm tính của mình và cái gọi là tình ngay lý gian nó rất là rõ ràng ở đây. À. Vâng điểm thứ nhì là chính phủ hai nước Việt Nam và Anh Quốc họ muốn là những người Việt Nam sang đây lao động thì phải đi theo một quá trình đi theo một quy trình hợp pháp, tức là có được giấy phép. Nói thẳng là bay bằng máy bay từ Việt Nam qua qua các được một công ty bên này nhận, chứng nhận có lương, có chỗ ở, có bảo hiểm, tất cả những cái đấy họ coi là mới là được. Còn gần như mọi tình trạng khác sang hoặc là phải là refugee, tức là người tị nạn. Giống như người Iran hay người Afghanistan bây giờ vẫn vào Anh qua cửa biển ở vùng Dover đấy. À, là là một cái nhóm khác, còn người ta một nhóm nhóm di dân bất hợp pháp. Thì nó rất pha trộn rất nhiều, ví dụ một số người ở một số nước sang ở quá hạn visa, một em sinh viên ở quá hạn visa ở lại đi làm, đấy là vi phạm. Được. Còn một đoạn thứ ba mà như tôi vừa nói, tức là người ta coi là những người từ Việt Nam đi qua vùng Đông Âu, qua Nga, qua Đông Âu, chui xe thùng hay là đi tàu biển vào Anh để đi làm bất cứ việc gì ví dụ như là bất cứ việc hợp pháp không hợp pháp đều là bất hợp pháp ở chỗ là người đó vào đây với tư cách không hợp pháp thì mọi việc người đó làm đều là bất hợp pháp. đấy cái đấy phải hiểu rất rõ cái nguồn lực lao động cho những tiệm neo hay cho những cái, uh, quán quán ăn hay là cho bất cứ gì các cái uh, trang trại trồng cây trồng cỏ bên này tất cả những cái đấy đều là... cần xa đấy ạ. Vâng. không không chỉ là trồng cần sa mà có thể như là các cái trại trồng rau chẳng hạn à. cái đấy mà nếu mà người nhận người nào nhận lao động vào không có giấy tờ điều đó đã vi phạm luật và bị phạt rất nặng và nếu người ta tìm thấy gốc tích của người lao động đó để đi qua một con đường gọi là đường xe thùng hay đường tàu biển lậu từ Đông Âu sang đây, từ Việt Nam hay từ nước khác, có thể từ Ấn Độ cũng được. Cái gốc tích đối với họ không quan trọng. Đối với chính quyền ở Anh, đó là một dạng nô lệ hiện đại. Thì cái này phải làm cho mọi người hiểu rất là rõ. Yeah. Vì thế cho nên tôi nghĩ là cái dự án của tòa sử có thể là oan trong một số trường hợp cụ thể. Ví dụ như là nhận vào nuôi nhưng không có giấy tờ trả lương thì người kia bảo là tôi không trả lương tức là là, là, là bóc lột rồi Đạ. hoặc là khai về tuổi có thể khai ma không chứng minh được, vâng tức là không chứng minh được là đã trả lương để Đạ. điểm thứ nhất điểm thứ nhì là không chứng minh được là người kia là là vị thanh niên hay là vị thành hay là thành niên Đạ. cái đấy cũng là cái vấn đề luật pháp của anh về mặt nhân quyền ấy một người vào đây khi bị bắt khai là trẻ em tức là dưới 18 tuổi hay 17 tuổi thì coi là vị thành niên nào muốn kiểm tra người đó là vị thành niên thật hay không bằng một hình thức nào đó về y tế thì là phải xin phép chính người đó nếu người đó bảo không thì phải xin phép cha mẹ cha mẹ tìm ở đâu cái đấy là cái cả một cái khúc mắc ở đây tôi không nói là tất cả các trường hợp đều như thế có những trường hợp rõ ràng là trẻ em từ các nước khác nữa vào anh lậu nhưng có những trường hợp không phải là trẻ em nhưng người ta khai man đi thì bây giờ làm sao thế thì nó cả một cái, cái, vấn đề nhưng mà theo tôi hiểu là cái cái lo ngại của uh, uh, một số người mà có mặt tại tòa ngày uh, hôm qua đó tức là yeah. là người ta có một cái quan ngại là nếu như cái tức là cái 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 phán quyết của tòa nếu mà giữ nguyên như vậy án như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái gọi cái án lệ đúng không ạ? Yeah. Tức là về sau là có những cái trường hợp nào mà nó liên quan uh, giống giống như thế là người ta sẽ quỳ vào cái yeah. cái 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 khung đấy. Yeah. Thế thì cái này thì uh, nhưng mà nó trong một trường mực nào đó thì nó cũng có một cái nói đi phải nói lại tức là nó có một cái mặt tốt ở cái chỗ rằng là nó sẽ có như là một cái bài học dân đe đối với lại các chủ lao động đúng không anh? Yeah. Đúng. À, như thưa các anh là đại đa số các cái chủ doanh nghiệp của cộng đồng người Việt tại UK là họ đều tuân thủ tất cả những cái luật pháp của đất nước Anh đề ra trong cái quá trình họ đi ra ngoài làm ăn và mở tiệm rồi các thứ như anh đấy. Thế nhưng mà mà có những cái trường hợp nó cá biệt thì nó như là một con sâu bỏ dầu lôi canh và nó làm ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng. Cái cái vấn đề mà mọi người trong cộng đồng ngày hôm qua sau cái bản án mà mọi người cảm thấy buồn là bởi vì là cái bản án ấy nó nó đúng sai không có bàn tới nữa thế nhưng nó tạo ra một cái tiền lệ một cái tiền lệ và một cái hình ảnh rất xấu cho cái 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 cộng đồng mà đặc biệt là cái cộng đồng làm leo của người Việt tại Anh. Không phải là sốp leo nào họ cũng sử dụng lao động bất hợp pháp và không phải là người thợ nào họ cũng 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 sang đây là là bằng bất, hợp con hợp đường hợp như thế bất hợp, hợp pháp, như thế nên cho nên là và cũng cũng có những cái, cái, cái vấn đề rất khó cho chủ tiệm ở chỗ là nếu trong trường hợp một người người ta đến người ta xin việc thì theo quy định của luật pháp hiện hành thì các các cái chủ sốc leo họ sẽ đặt vấn đề là họ yêu cầu các cái giấy tờ cần thiết thì theo luật pháp thôi thế nhưng trong trường hợp mà nếu bây giờ các cái người thợ người ta cao tay hơn người ta làm ra một số giấy chứng từ giả các thứ thì những cái người chủ doanh nghiệp mà Sốc leo như, như, như chúng em đây thì thật sự không có khả năng để mà thẩm định được những cái giấy tờ đấy nó thật hay không. À. Vâng, đấy là đấy là một cái, cái một cái gì đấy là, là là ngoài khả năng quản lý. Thứ hai nữa là um, tất cả những cái chuyện này thì thì nó 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 tạo ra một cái một cái hình ảnh rất xấu cho cộng đồng và cái điều mà em muốn gửi gắm ở đây đấy là không cộng đồng người Việt neo người Việt Nam làm làm à, làm neo ở Anh Quốc họ tuân thủ luật pháp họ là những người chăm chỉ lao động họ cũng chỉ muốn kiếm kiếm tiền và tuân thủ tất cả những cái 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 luật pháp của của nước Anh thuế má gì các thứ thế nhưng mà cũng có nhiều cái vấn đề mà mà giữa người làm và và người chủ luật pháp hiện hành bây giờ là nó chưa có những cái gì đấy để cho người chủ người ta có như người ta có như là một cái công cụ để người ta người ta người ta, người ta quản lý vâng. chặt chẽ hơn sát sao hơn. Theo theo tôi đã. hiểu thì là cái việc mà nhận người uh, mà không có giấy tờ đó hoặc là 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 làm bận, bận giấy tờ bất hợp pháp mà vào là làm trong một cái tiệm như vậy thì như anh Dương Nguyễn Giang đã nói là, là là kiểu gì là cũng sẽ là sai đúng không? Thế thì và theo tôi hiểu thì là nó là sai ở và mỗi một cái 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 trường hợp mà một cái đầu người là một cái một cái người công nhân vào làm như vậy thì là chính quyền ở đây nhà chức trách người ta sẽ phạt là, là 20.000 bảng À, 20.000 bảng à, cho cái chủ lao động tức là người đi thuê cái cái người mà không có giấy tờ như vậy nhưng mà cái điểm nhức nhối hơn ấy, như anh cũng nguyễn giang cũng vừa nói đó đó là cái cái việc là là là, là cái người đó lại là là vị thành niên nó lại để sang một cái tức là nó 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 chuyển sang một cái khái niệm gọi là nô, nô lệ thời hiện đại thì cái này cái cái biên giới nó 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 rất là rất là khó khi mà người ta không có giấy tờ gì cả đúng không và như anh nói rằng là không có thử cũng uh, có cái không có cái cái phương tiện nào để thử xem là ông ông này hay bà này bao nhiêu tuổi thì cái này uh, nếu mà nhìn tới đi thì nó có những cái thách thức gì thưa theo, theo anh? Theo tôi thì hiểu thì là cái vấn đề gọi là xét nghiệm răng hay xét nghiệm xương hay là mẫu di truyền để để xác định ai đó là tuổi uh, bao nhiêu đúng không để loại trừ khả năng một người khai man tuổi là hạ giảm, giảm tuổi xuống để được bảo vệ theo quyền trẻ em. Thì quyền trẻ em ở đây rất là cao thì cái này nó vẫn là một cái vấn đề ví dụ như những cái bộ nội vụ anh ngay 2017 đấy họ khi, khi họ cũng bị một số báo hỏi là tại sao đưa một số người di dân nhập cư trái phép từ trung đông vào đây lại cho đi học trong khi một người thanh niên trong có thể tuổi 30 chẳng hạn ở Ipswich có một cái vụ như vậy thì báo chí họ nói là người này không phải là 14 15 mà người này gần 30 rồi thì cái đấy là chi mà đấy chỉ là một trường hợp cá thể thôi thì họ có trả lời là họ sẽ không thi hành cái chuyện kiểm tra răng nữa ở à. chỗ là họ coi là giới um, chức y tế nói cái này cũng không đảm bảo 100% là chính xác. Đấy, thì đấy nó cũng là một cái vấn đề mang chất khoa học hay kỹ thuật ở đây. Còn cái chuyện là bây giờ ở Anh thì tất nhiên người ta thường là người ta rất tin vào lời khai của một người vừa bị bắt. Và trên cơ sở cái lời khai đó thì người ta sẽ lập hồ sơ cho những cái gọi là nạn nhân của buôn người hay là những người nhập cư trái phép, tất cả nó từ thế nó thành một cái... Yeah hệ thống và thì cái đấy là cả một vấn đề cũng được báo chí anh nói đến không chỉ nói đến người Việt Nam đấy nói đến cả những người khác nữa. Nhưng theo như tôi hiểu thì đến thời điểm này chưa có một cái hướng giải quyết nó rất rõ ràng. Dạ yeah, vâng. Cảm ơn anh Nguyễn Giang và uh, thưa quý vị là trở lại cái khái niệm gọi là là nô lệ uh, thời hiện đại đó thì uh, cuối năm 2016 đó thì gần 100 người Việt làm việc trong các cái tiệm uh... Uh, nêu thế là hai là tiệm đánh móng tay ở, ở ở Anh Quốc này thì đã bị bắt giữ trong một cái chiến dịch mà nhà chức trách đấy gọi là magnify tức là của cái cục di trú Anh thế thì, thì uh, vì sao họ bị bắt uh, và uh, có những nguyên nhân gì uh, và để dẫn tới cái 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 tình trạng này thì mời quý vị xem phỏng vấn của BBC tiếng Việt thực hiện cách đây khoảng 2 năm uh, với ông uh, Paul uh, Wiley là là chỉ huy trưởng của cái chiến dịch này uh, do Minh Thư của BBC tiếng Việt thực hiện. I was the commander for it Tôi là chỉ huy trưởng chiến dịch Magnify diễn ra hồi tháng 11 vừa qua. Tôi đã trực tiếp tham gia và đến kiểm tra một số tiệm móng tay móng chân, trong đó có một tiệm nail ở Streatham, Nam London. Khi tới nơi, chúng tôi thấy 6 nhân viên đang làm việc trong tiệm, và rất đáng tiếc là chúng tôi xác định thấy có 3 người nhập cư trái phép. Through the process of Chiến dịch Magnify gồm sự phối hợp của nhiều cơ quan chính phủ Anh. Vì thế, một số đồng nghiệp ở sở thuế cũng đi cùng chúng tôi. Họ kiểm tra sổ sách các cơ sở này, làm việc với các chủ tiệm. Cụ thể, trong trường hợp đó, chúng tôi đưa ra mức phạt tới 60.000 bảng. Quá trình kiểm tra này sẽ còn tiếp diễn. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ của vấn đề lớn hơn nhiều là việc nhiều chủ tiệm có xu hướng sử dụng người lao động Việt Nam bất hợp pháp. Chính điều này có thể đe dọa công việc kinh doanh của họ. Những doanh nghiệp nhỏ mà phải chịu khoản tiền phạt lớn như thế có thể sẽ phá sản. Khi chúng tôi đến kiểm tra các tiệm nail, chúng tôi phát hiện thấy phần lớn những nơi này sử dụng người lao động Việt Nam bất hợp pháp. Chúng tôi không chỉ nhằm vào riêng người Việt Nam, mà nhằm vào cả những ngành nghề có nguy cơ sử dụng lao động trái phép cao. Quan trọng hơn là chúng tôi đã phạt tới 68 chủ tiệm lạm dụng lao động nhiều nhất. Ngoài những tiệm làm móng tay bóng chân, thì nhân viên của cục di trú cũng đến thăm một số những cái doanh nghiệp khác. Vậy thì các ông tìm được những điều gì khi đến thăm những doanh nghiệp này? Chiến dịch Magnify thường tập trung truy quét một ngành nghề nhất định trong khoảng một tuần. Chúng tôi nhằm vào những ngành có nguy cơ sử dụng lao động trái phép cao nhất trong các đợt truy quét trước chúng tôi thấy nhìn chung phần đông người lao động làm nghề xây dựng là người gốc ấn độ làm nghề điều dưỡng là người tây phi còn đa số người làm nghề rửa xe hơi là người albania vì lý do nào đó rất nhiều người việt nam làm nghề sơn sửa móng tay thông điệp của chúng tôi với cộng đồng người việt ở anh cũng như ở việt nam là xin đừng nghĩ rằng cuộc sống ở anh là toàn màu hồng đừng cho rằng khi quý vị gửi con cái sang anh chúng sẽ tìm được công việc hoàn hảo thực tế không hề như vậy chúng tôi gặp nhiều trường hợp các em bị bóc lột tình dục hay phải sống trong điều kiện hết sức tồi tệ hoặc bị người chủ lao động bóc lột tàn nhẫn đừng đưa con quý vị vào hoàn cảnh đó với những ai đang trong tình cảnh bế tắc ở anh Chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ bằng cách cho họ biết là chúng tôi sẵn sàng mua vé máy bay cho họ trở về nước qua dịch vụ tự nguyện hồi hương. Các bạn có thể tìm thấy thông tin về dịch vụ này qua mạng internet hoặc gọi điện cho chúng tôi. Những người này sẽ chỉ bị cấm vào Anh trong vòng 1 hoặc 2 năm thay vì 10 năm như trước và họ vẫn giữ được phẩm giá và lòng tự trọng vì không bị cưỡng ép phải rời khỏi nước Anh một số người Việt Nam um, cho rằng là nếu như đã có thỏa thuận trước um, giữa người làm thuê và người chủ tiệm thì tại sao những người làm thuê lại có thể được gọi là nạn nhân của nô lệ hiện đại? Trong một số trường hợp cực kỳ nghiêm trọng thì có những người thực sự là nạn nhân của nô lệ hiện đại. Họ bị đối xử tàn tệ hoặc không thể thoát khỏi hoàn cảnh bị bắt buộc làm trong công việc phục dịch, giúp việc trong các gia đình tuy nhiên phần lớn các trường hợp khác thì không mấy rõ ràng nhiều gia đình chi tiền cho họ để vào anh và chúng tôi biết thường họ vào bằng xe tải hoặc qua phà để trốn tránh nhân viên kiểm soát di trú như vậy trước tiên là họ không được phép vào anh cho dù họ là khách du lịch hơn thế nữa họ lại làm việc bất hợp pháp tại anh quốc Vậy nên dù người lao động và chủ tiệm có sự thỏa thuận từ trước, thì cả hai bên đều vi phạm luật pháp Anh Quốc. Điều gì sẽ xảy ra đối với những người Việt Nam mà bị bắt giữ uh, trong đợt truy quét vừa rồi? Với những người được xác định có thể là nạn nhân của nô lệ hiện đại? trong chiến dịch Magnify tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã chuyển họ tới cho bộ phận chuyên trách về xác định danh tính và hỗ trợ nạn nhân buôn người để thẩm định và điều tra. Với đa số những người Việt bị bắt trong các đợt truy quét các tiệm làm móng tay móng chân vừa rồi, nhiều khả năng họ sẽ bị đưa về Việt Nam trong thời gian tới. Thế vừa rồi là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với lại chỉ huy trưởng của chiến dịch Magnify uh, lực lượng kiểm soát di trú của nước Anh uh, ông Paul uh, Wiley và cuộc phỏng vấn này cũng đã khép lại cái chương trình uh, bàn tròn uh, thứ năm của BBC tiếng Việt uh, Nguyễn Hoàng uh, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại.